Ok, xin chào mấy bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hung Anh Channel. Ok anh em, bây giờ hôm nay mình sẽ làm, mình đang ở cái tại phòng trọ của mình đây, mặc quần xà lỏng rồi mặc áo đen đen. Hôm nay mình sẽ làm cái review cho anh em về cái phòng trọ của mình ở, trong phòng trọ của mình nó có cái gì. Bây giờ các bạn nha, qua cái thời gian mà vừa rồi mình làm thì trong cái phòng mình có những cái đồ đạc gì để mình có thể là mình review cho anh em được ra được những cái video mà thật sự nó chưa có chất lượng. Thì hôm nay anh em cùng theo chân của mình vô nha anh em. Anh em theo mình nhé. Đây là phòng số 7 của mình. Ok anh em, mình đây mình ở là mình ở phòng số 7 anh em. Hiện tại là mình đang ở trọ tại Đà Lạt. Tại vì mình sinh viên từ Hồ Chí Minh mình lên đây mình học á, thì mình phải ở trọ. Thì cái phòng trọ của mình nó chỉ diện tích nó rất là nhỏ, khoảng chừng tầm khoảng nhiêu đây thôi. Và trong phòng trọ mình sẽ có những cái đồ gì mình sẽ giới thiệu với anh em nhé. Đây là cái căn phòng mà mình đã ở học từ sinh viên năm nhất đến tận năm tư, bây giờ là 4 năm rồi mấy bạn. 4 năm nhá. Thì ở đây các bạn thấy không? Các bạn thấy đây, đây là cái mới giấy khen của mình trong suốt 4 năm qua. Còn rất nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh nữa mình để, rất là nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh nữa nhưng mà mình chưa có để dưới đó, mình không có đem lên. Các bạn thấy không, rất là đã các bạn. Đó, đây là cái khen. Còn đây là cái máy tính cái máy tính của mình, cái laptop của mình. Mình quay này cho mấy bạn coi cái laptop của mình. Đó. Cái laptop này thì nó là Core i5 nha các bạn, mình mua cũng 4 năm trước rồi các bạn, 5 năm trước rồi. Nó Core i5 của thằng này là thằng Acer. Đó là mình sẽ thường edit video, mình edit ở trên cái máy tính này. Đó, đây cái máy tính này nó kỳ cũ, nó là lão làng nhất rồi. Mua cũng lâu rồi. Đó, thì bình thường mình đi tác nghiệp thì mình sẽ mang cái cặp này theo. Các bạn thấy mình hay mang cái cặp này để mình lao ra những cái video. Còn phía bên góc mà mới vô trong cái phòng của mình đó các bạn. Thì đây, các bạn sẽ thấy. Đây là mấy cái hộp giày mà Adidas đó, mình rất là thích mang Adidas. Đây thì giày Adidas đây, những cái hộp của mình. Đây. Cái này mình nhập ở bên nước ngoài về. Đây. Bữa là thích mang hàng Adidas. Đó, thì ở đây mình sẽ để giày ở bên góc này. Rồi. Tiếp theo đây ở trên bàn của mình nha mấy bạn. Đây các bạn thấy không, có rất là nhiều sách vở. Đây, thì do là mình là sinh viên luật của mấy bạn, các bạn. Em thấy không, sách vở luật rất là nhiều. Đó, nó có cả cái tư pháp quốc tế. Đây. Đây có cả là cái tư pháp quốc tế đây, luật hình sự, tư pháp quốc tế, đó, luật bộ luật tố tụng hình sự, rồi mình học cả, nói chung là rất là nhiều, rồi có cả mà cái luật mà, đây là luật hôn nhân gia đình đây nè mấy bạn, đó, luật hôn nhân gia đình, đó các bạn thấy không, nó có rất là nhiều luật, rồi anh em nào mà cần mà chia tay người yêu, chia tay vợ mà cần chia di sản thì cứ kiếm em nha. Kiếm mình nha, kiếm mình chia cho thoải mái luôn. Đó, cái bàn này các bạn mình để là sách vở. Thì thường á là ban ngày á là mình dạy học mấy bạn, mình có cái tấm bảng ở trên đây đây. Thường thường là mình dạy học mà mình ra cái video tiếng Trung cho anh em á thì mình sẽ dạy, mình dạy mọi người, mình dạy cái bảng này. Đó. Và ở trên trong cái bàn này á mình có cái máy ảnh này, là máy ảnh Sony H10 này, là cái mà hôm bữa mình quay cái video này, cái này. Mình quay video thì thật ra nó xuất ảnh ra nó ghi là 1080 nhưng mà nó xuất cái đó lại thấy không có đẹp. Đó thì mình cũng không biết. Còn cái trên cái bàn này á, cái mà quý nhất á là cái gì? Đây, cái này. Để tôi cầm thôi, mình chỉ thôi. Cái mà quý nhất trong phòng của mình ấy cũng là cái này. Cái này là gì? Cái này là một cái lọ nước hoa rất là bình thường đúng không mấy bạn? Đây, thì cái lọ nước hoa này hôm bữa là mình được chị Thúy Ngân á mấy bạn, diễn viên Thúy Ngân á, Lê Huỳnh Thiên Ngân á, chị tặng cho mình và chị gửi lên đây. Thì mình xài, chị thì thích màu vàng nên mình chọn là màu vàng luôn đây nè. Đó, thì mình vẫn xài còn rất là nhiều. Cái mùi của nó rất là thơm. Thì thường mình đi mình sẽ xịt cái nước hoa này, rất là quý. Đó. Rồi trong phòng của mình á thì còn ra một đống đây luôn. Đây là cái mình hiến máu cũng được hơn cả chục lần rồi đây. Các bạn thấy không, rất là nhiều. Mình còn những kia nữa. Đó, mình hiến rất là nhiều, đã hiến máu để giúp người. Đó, thì mình sẽ rất là nhiều cái đó. Ngoài ra thì trong phòng mình á còn có guitar mấy bạn, guitar, rồi còn có mấy cái cây đàn guitar thì mình dạy guitar.
đó thì mình thường là mình có đàn, mình chơi đàn, thì mình đang là chủ nhiệm câu lạc bộ guitar của trường đại học Đà Lạt các bạn, nên là mình guitar thì guitar các kiểu. Rồi ngoài ra thì trong phòng mình thì còn có đây có hai cái món binh khí này. Đây là cây thương các bạn, cây thương này là của mình, là huấn luyện viên võ thuật các bạn, mình là huấn luyện viên dạy cũng năm đòi võ ấy. Thì mình có cây thương này này, cây này là thường thường là mình để ở phòng để quýnh các bài đọc lưu thương các bạn, đọc lưu thương của ba anh em nhà Tây Sơn các bạn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ á. Rồi tiếp đến là mình có cái cây này đây, bên đây đây là cây siêu các bạn, siêu sung thiên, và ngoài ra có một mớ huy chương ở dưới đây đó, cây siêu các bạn, cây siêu của Quang Công các bạn, Quang Trường á, rồi để quýnh bài siêu sung thiên các bạn đó. Đây là cây siêu đó, mình quýnh cho anh em coi thử nha. Đây là cái thẻ mà chủ nhiệm câu lạc bộ của mình đây, đây là cái thẻ đó. À, nghỉ thương trước nha. Cái này người ta gọi là cái này ta gọi là cái gì ta mình cũng không nhớ, cái gì thương ấy, à huyết tương thương các bạn, là màu đỏ các bạn. Cái này là cái mũi nhọn của nó nè, còn cái này là cái gâu á, lúc đâm vô người ta máu nó chảy xuống á thì là nó thầm vô cái gâu rồi để nó cho nó dừng trượt xuống tay á, cái thương nha. Rồi cái này là cái mớ huy chương của mình đây. Đây là cái mớ huy chương của mình. Đó. Là các bạn thấy là cái này nó bị đóng bụi rồi các bạn, nó bị đóng bụi nè. Đây là cây thương, cây siêu. Đó, cái này là của quan quan trường nha mấy bạn, quan công đó mấy bạn, quan công. Rồi tiếp đến đó là mình còn có bên đây á, là cái tủ sách lục của mình, mình có một cái số sách mà viên dụng mình học từ năm nhất tới giờ mình giữ ở đây đó. Đây là cái cuốn sách luật của mình, một cái tủ sách. Mình nghe thì còn có ở trên kia á, có cái bằng khen mà bự bự á bạn, bằng khen bự bự á, là cái bằng khen đó là cái bằng khen huấn luyện viên quốc gia võ cổ truyền Việt Nam bạn, ba đẳng võ cổ truyền quốc gia các bạn đó. Rồi tiếp đến bên hông của mình á, ngoài ra đó, à mày quay bên đây, ngoài ra thì còn có bằng ảo thuật các bạn, mình cũng là chơi ảo thuật nữa các bạn, bằng ảo thuật rồi của xã hội ảo thuật Việt Nam, mà ngoài ra là bằng sinh viên năm tốt, thì mình được nhận sinh viên năm tốt cấp trường là 4 năm rồi đó, 4 năm sinh viên năm tốt cấp trường rồi đó. Đó là những gì trong căn phòng của mình là mình có được, đó là một cái tài sản rất là vô giá cho các bạn, không phải là kiếm là có được hay là kiếm ngày hôm nay ngày mai là có được đó. Thì đó là mình đã review về cái phòng của mình, trong phòng của mình có những cái gì. Thực ra cái phòng mình rất là nhỏ, không có to như các bạn nghĩ, là rất là bự đúng không, các bạn nghĩ là sinh viên đi học phòng rất là bự mà thực ra nó không, rất là nhỏ. Thì có một số phòng nó có cái kiểu như là cái giường tầng đó các bạn, thì cái phòng nó gọn nhiều, thì phòng mình nó không có giường tầng thì nó nhỏ như vậy. Thì mình làm việc, mình đang ở, mình sống và mình học tập ở trong trên Đà Lạt, thì mình ở tại đây là 4 năm rồi đó. Anh em nhớ ủng hộ mình, thì thực ra mình cũng làm video cũng từ mấy cái máy ảnh này á, cũng mới mua á, thì nó cũng chưa có tốt, nên là mình sắp tới trong cái thời gian tới mình sẽ gán mình đầu tư hơn và mình làm việc cho anh em, để cho anh em nó ra những cái video nó chất lượng hơn và nó sẽ hay hơn. Anh em xem kênh của mình, anh em nhớ cho mình một like, subscribe cho anh em đó. Mình đã review hết tất cả cái tình tật về cái phòng trọ, mà trong phòng mình có những cái gì. Rồi chúc anh em một cái buổi trưa thật là vui vẻ anh em. Ok anh em, tạm biệt anh em, hẹn anh em lại những cái video lần sau nhé. Bye anh em.